Thưa quý vị, cách đây không lâu, nhóm phóng viên thời sự VTC đã từng phản ánh về vấn đề nhức nhối nạn bảo kê máy gặt tại Nghệ An. Và mới đây, Công an huyện Đô Lương vừa bắt giữ hai đối tượng về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Nhóm đối tượng này đã tổ chức hoạt động bảo kê gặt lúa với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi và táo tợn. Vào cuối tháng 8, Lê Văn Lý và Nguyễn Quang Cảnh, trú tại huyện Đô Lương, đã gặp các chủ máy gặt thuê và yêu cầu nộp tiền nếu muốn hoạt động trên địa bàn. Mỗi sào lúa, chủ máy gặt phải nộp 30.000 đồng. Tinh vi hơn, hai đối tượng đã tự soạn thảo một hợp đồng để gây sức ép cho chủ máy gặt. Hai đối tượng thừa nhận đã thảo một cái hợp đồng với mục đích là che đậy hành vi phạm tội của mình để hợp thức hóa hành vi phạm tội. Đối tượng Lê Văn Lý đã có nhiều tiền án về hành vi trộm cắp và chống người thi hành công vụ. Ra tù chưa đầy một năm, Lý đã lôi kéo nhiều đàn em để tiến hành nhiều hoạt động phạm pháp trên địa bàn. Trong hoạt động bảo kê máy gặt lúa, nếu các nạn nhân không có tiền trả, bọn chúng đòi chiếm đoạt số lúa thành phẩm. Em hỏi mày này có phải mày bên nhà không? Người ta ông lấy lại mày cái năm gặt đâu? Khi họ gặt trong đám ruộng 363 thì cái bà chủ ruộng ba mới nói là không có tiền trả. Rồi em bảo là ba mình cũng được, nếu mà không có tiền trả cho mày thì ba phải để lưu lại. Đây không phải là lần đầu tiên trên địa bàn Nghệ An xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt. Cách đây không lâu, tại huyện Nghi Lộc, một đối tượng đã dùng gậy liên tiếp đánh vào một chủ máy gặt, khiến người này quỳ xuống xin tha mạng và chấp nhận nộp tiền để được bảo kê. Nạn bảo kê máy gặt đã khiến những vụ mùa của những người nông dân trở thành món mồi béo bở của nhóm côn đồ.